Anh em Nương Vân Imita. Xin chào các bạn đã đến với Tinh Tế. Ngày hôm nay mình sẽ mở hộp và trên tay nhanh chiếc điện thoại Galaxy S 20 Plus phiên bản BTS. Rồi đây là chiếc hộp và mình sẽ nói sơ so về chiếc hộp này trước bởi vì nó có thiết kế khá là khác so với những cái phiên bản trước đây của Samsung Galaxy S20 Plus thì ở đây chiếc hộp về tổng thể thì nó có màu đen nhưng mà tạo điểm nhấn ở mặt trước của chiếc hộp các bạn có thể thấy là ở chính giữa chúng ta sẽ có bảy trái tim màu tím đây 1 2 3 4 5 6 7. Bảy trái tim này là tượng trưng cho 7 thành viên của BTS. Ở phần bên dưới thì chúng ta sẽ có logo Samsung cũng như là biểu tượng của BTS màu tím được in ở dưới đây. Và ở phía đằng sau thì sẽ có logo của Big Hit là công ty quản lý của BTS. Sơ bên ngoài chiếc hộp nó là như thế. Ở cạnh bên này thì có dòng chữ Samsung Galaxy S20 Plus màu tím luôn. Đây là màu đặc trưng và chủ đạo của chiếc điện thoại Galaxy S20 Plus phiên bản BTS này. Bây giờ thì mình sẽ mở ra. Đây là lớp hộp thứ nhất thôi. Vẫn còn một cái lớp hộp nữa, mình sẽ mở ra bằng cách là đẩy như thế này. Đó. Thành tên đây là chiếc hộp bên trong của Galaxy S20 Plus phiên bản đặc biệt này. Nổi bật ở đây chúng ta sẽ thấy S20 và nó được in chìm cùng với biểu tượng của BTS đây. Các bạn nhìn rõ sẽ thấy. Về tổng thể của chiếc hộp này khi mà nhìn vào thì sẽ thấy có rất là nhiều chấm trắng xen kẽ với tím. Đó, nó tạo cái cảm giác giống như là một cái dải ngân hà vậy đó, galaxy. Rồi ha. Ở bên dưới này sẽ là S20 Plus. Ở phía dưới sẽ có một số những thông tin về chiếc máy mình đang cầm. Ví dụ như là ROM của nó là 128 GB. Rồi. Tiếp theo khi mà mở hộp ra chúng ta sẽ thấy ngay sản phẩm chính đó chính là chiếc điện thoại Galaxy S20 Plus phiên bản BTS có màu chủ đạo là màu tím Bây giờ mình sẽ lấy máy ra và đặt sang một bên mình sẽ giới thiệu về những phụ kiện có bên trong chiếc hộp này bởi vì có nhiều hơn những phụ kiện so với cái phiên bản bình thường khác ở đây mình đặt đây ha ở bên dưới chiếc hộp khi mà chúng ta mở một cái tấm lót có logo Samsung và BTS ra thì chúng ta sẽ thấy ngay có một củ sạc super chạc của Samsung tặng kèm. Đây là củ sạc 25W. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một tai nghe AKG và ở đây sẽ là cáp sạc được tặng kèm. Đó là những gì ở bên trong chiếc hộp, ngoài ra thì ở đây là cái phần thường sẽ để sách hướng dẫn Và ở bên phía sau sẽ là khi chụp sim Nhưng mà ở trong đây sẽ còn nhiều thứ thú vị hơn là sách hướng dẫn. Ở trong đây chúng ta sẽ có một cái ốp lưng dẻo và ốp lưng dẻo này nó sẽ cũng được tặng kèm thêm một cái phần sticker. Phần sticker này rất là thú vị luôn. Ở đây thì sẽ có rất là nhiều những cái nhãn dán, ví dụ như là những cái mặt cười, thả tim hay là những cái trái tim màu tím bình thường thì cũng sẽ có tên của từng thành viên trong nhóm BTS và nhiều những cái dòng chữ khác nhau, chúng ta có thể dán nó lên cái phần ốp lưng trong suốt dẻo này để tạo nên một cái cá tính hay là điểm nhấn nào đó riêng cho mình. Tức là bản thân mình sẽ tự tạo cho mình một cái phần ốp lưng mang phong cách của mình cùng với nhóm nhạc mà mình yêu thích BTS. Rồi, mình sẽ để sang một bên thì cái phần này mới là phần quan trọng ở trong đây trong chiếc hộp nhỏ nhỏ này sẽ là một cái bộ cạc có in hình từng thành viên của bts đây là một cái phần quà dành cho những bạn nào đang là ami đang là fan hâm mộ của bts thì chắc là các bạn sẽ rất là thích mình biết đó thì thường là những cái cạc như thế này sẽ được tặng kèm trong những cái album nhưng mà khi bây giờ mua chiếc điện thoại phiên bản BTS Samsung Galaxy S20 Plus thì có luôn những cái cạc như thế này Ở phía sau thì cũng có in logo Samsung và logo của BTS rồi Big Hit Entertainment Kế đến là chiếc điện thoại Galaxy S20 Plus màu tím đây là màu mà chủ đạo nó lấy cảm hứng từ câu nói là I purple you của một thành viên nhóm BTS dành cho những người hâm mộ của họ Cho nên đây là cái màu đặc trưng của BTS cho chiếc điện thoại này Và ở đây nó sẽ có một cái sự khác biệt một chút nữa so với cái phiên bản tiêu chuẩn trước đây mà Samsung đã ra mắt Đó chính là ở phần cụm camera này Khi đấy thì các bạn sẽ thấy là nó có thêm một cái trái tim màu tím ở trong cụm camera nữa tạo cái sự nổi bật cũng như là khác biệt cho chiếc điện thoại. Và ở phía mặt lưng này cũng có sự xuất hiện của logo Samsung cũng như là BTS. Logo này xuất hiện khá là nhiều từ ngoài vỏ hộp rồi, cái vỏ hộp ở trong, rồi những cái cạc của từng thành viên. Rồi bây giờ thì nó là hiện diện ở trên mặt lưng của chiếc điện thoại. Và mặt lưng này cũng sẽ khác với phiên bản thông thường. Phiên bản trước đây thì là một cái mặt lưng nhám nó khá là nổi bật đồng thời cũng sẽ giúp hạn chế cái việc là bám mồ hôi cũng như là bám dấu vân tay và khi mà mình xoay mặt lưng chiếc điện thoại này thì mình cũng thấy là có một cái sự chuyển màu khi mà mình để như thế này nè thì mình sẽ thấy nó là một cái màu tím nhạt còn khi mà mình nhìn thẳng trực tiếp vào đây thì mình sẽ thấy nó màu tím đậm và khi mà sờ vào mặt lưng này thì mình cảm thấy là thích hơn khi mà cầm thì cũng cảm thấy là cái độ bám tay và cầm nó cũng sẽ đỡ trơn trượt hơn nói về màu tím chủ đạo của chiếc điện thoại này thì mình thấy đây là một màu bắt mắt nổi bật trẻ trung năng động nó sẽ phù hợp với những bạn trẻ những bạn nào không phải là fan của bts vẫn có thể lựa chọn màu sắc này và màu sắc trên một thiết bị nào đó trên một chiếc điện thoại nó cũng là một cái yếu tố quyết định cái việc là bạn có mua chiếc điện thoại hay không bởi vì khi mà nhìn vào ngoại hình của chiếc điện thoại đó nó là cái mà thứ đập vào mắt mình đầu tiên để mình quyết định là à mình thích nó hay là không thích nó với bản thân mình khi mà mình mở ra gặp màu tím này và là con gái nữa thì cảm thấy ôi thôi quá ngọt nước và rất là thích màu tím này cái đến khi mình mở chiếc điện thoại Galaxy S20 Plus phiên bản BTS này lên thì ở bên trong giao diện của nó cũng đã cập nhật thành một cái giao diện màu tím như thế này cho nó đồng bộ cùng với màu sắc bên ngoài của chiếc điện thoại thì ở trong đây cũng sẽ có logo biểu tượng của BTS luôn và ở phía trên này á trong cái màn hình thì sẽ thấy là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngôi sao cũng là đại diện cho 7 thành viên của BTS Giao diện của nó sẽ là giao diện tím riệm tìm sim giống như là cái vẻ ngoài của chiếc điện thoại Cùng với giao diện màu tím thì bên trong chiếc điện thoại cũng đã được cài đặt sẵn một vài app liên quan tới BTS Ví dụ như là BTS XR Snapshot hay là một cái app có tên là Weverse app để những người hâm mộ BTS có thể trò chuyện với những thần tượng của mình thì ở trong đây đã được cài đặt sẵn hết rồi. Và phần mà khi mà chúng ta lướt qua lướt lại những cái dấu chấm bình thường nó cũng được đổi sang là trái tim luôn. Nó rất là dễ thương. Mình nghĩ là những bạn nữ sẽ rất là thích chiếc điện thoại này. Sự khác biệt cũng như là thay đổi trên chiếc điện thoại Galaxy S20 Plus phiên bản PTS so với phiên bản thông thường thì chủ yếu là đến từ ngoại hình cũng như là thiết kế của chiếc điện thoại thôi. Còn về mặt cấu hình thì nó không có gì thay đổi. Chúng ta vẫn có một chiếc điện thoại Galaxy S20 Plus với mặt trước có kích thước là 6.7 inch, có tấm nền là Dynamic AMOLED rồi độ phân giải là Quad HD+ và tần số quét là 120Hz. Về cấu hình được trang bị một con chip là Snapdragon 865, RAM là 8GB, bộ nhớ trong của phiên bản mình đang cầm trên tay là 128GB, chạy hệ điều hành là One UI 2.1 dựa trên nền tảng Android 10, viên pin của máy có mức dung lượng là 4500mAh, có sạc nhanh là 25W. Rồi về mặt sau thì ở đây có 4 camera, thì 4 camera bao gồm là camera chính 12MP, một camera tele 64MP, có zoom hybrid 3X và một camera gốc siêu rộng 12MP, đồng thời cũng có một cái cảm biến TOF đo độ sâu trường ảnh ở mặt trước là một camera trong màn hình có độ phân giải là 10MP, không có gì thay đổi về mặt cấu hình, về mặt thông số kỹ thuật chủ yếu là về mặt thiết kế thôi và đó là những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn về chiếc điện thoại Galaxy S20 Plus phiên bản